ngoài đây đợi chú một tí nha. Dạ. Hai, hai. Chạy theo xe. Dạ dạ. Có phải anh làm tất cả mọi chuyện là chị Diễn muốn có tiền, đúng không? Ấy đang ở ngay trong bệnh viện này. Cô Hương. Ba tôi bị sao vậy bác sĩ? Tình trạng bệnh nhân không lạc quan lắm. Chúng tôi xin lỗi. Ba ơi, ba có nghe con nói không ba? Ba có sao không ba? Ba ơi, ba đừng bỏ con nha ba. Con nè ba. Ba tỉnh dậy với con đi ba. Ba đừng bỏ con ba. Ba ơi. Ba ơi. Ba ơi, ba tỉnh dậy đi ba. Có phải ba biết ai? Ai là người hại ba đúng không ba? Ba nói cho con biết đi ba. Con biết đi ba. Thank you.
Hương à, mẹ ở đây, ba còn sao vui. Thằng Hải nó không phải là người tốt, nhưng nó không đến nỗi táng tận đến thế đâu con ạ. Mẹ sẽ bao che anh ta đến cùng đúng không? Hương à, con sẽ trả bằng mọi giá để lấy lại công bằng cho ba con. Nếu con, con sẽ bắt anh ta phải trả giá vì những gì mình đã làm. Nếu con muốn cái chết của ba con được sáng tỏ thì con phải tỉnh táo. Con sẽ tỉnh táo. Con sẽ mở to mắt ra chờ cái ngày mà anh ta phải đền tội. Mẹ đi về, con hãy cố gắng vực dậy tinh thần để con nuôi dạy các con. Mẹ đem về đi, con sẽ không cần, con của con cũng sẽ không cần bất kỳ một đồng nào từ gia đình của mẹ nữa. Mẹ đem về đi. Mẹ cho các cháu mẹ. Con của con cũng sẽ không cần. Chúng nó sẽ cần.